Hôm nay bố có chuyện muốn nói với con. Thực ra là con có một đứa em cùng cha khác mẹ, nhưng mà do là việc gia đình cho nên hôm nay nó sẽ chuyển đến ở với gia đình chúng ta. Bố biết con rất vui, bố nghĩ là con sẽ hợp với em đó thôi. Nhớ nha, là phải thương em nó, cái gì cũng phải chia sẻ cho em nó. Bố tin ở con á. Chào anh. Mày là anh hay là em của mình? Má mày nhìn nó đô, nó già Con vãi phải rồi. cố gắng nhường nhịn, san sẻ cho em nó. Cái gì cũng phải chia đôi hết. Nhớ nha. Ê, cái đó con heo của tao, sao mày đập? Mày làm gì phòng tao vậy? Bố dặn chia đôi hết mà. Bây giờ mọi thứ của anh đều là một nửa của em hết. Gối nè, bây giờ là của em. Màn hình nè, bây giờ là của em luôn. Ủa, mấy cái đường này là mấy cái đường gì đây? Em chia đôi nửa căn phòng luôn. Mọi thứ của anh bây giờ đều là một nửa của em. Làm sao có thể chia đôi được một nửa được? Cái phòng này là của tao mà. Anh không cho em đúng không? Bố! Chia đôi. Wow, anh hai có hai đôi giày đẹp quá vậy anh hai? Ê, cái đôi đó là của tao, mày lấy đôi kia đi. Không, em không thích. Em thích chiếc bên trái của đôi này với chiếc bên phải của này cho hip hop được không? Ừ, rồi vậy sao tao mang? Bố, 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 bố. Wow, anh hai có hai cái figure đẹp quá ta. Thôi thôi, thôi mày tha tao đi. Bây giờ mày lấy con ma bư mày chừa tao con Goku lại cũng đỡ khổ quá. Không, em không muốn. Em thích cái chân con ma bư gắn vô cái đầu của Goku à. Rồi vậy sao tao xài? Mày mà quá đáng quá, tao tính tiền mày luôn á. Bố, ủa có gì mà cười vậy? Chắc nó mất nửa cái não xong điên luôn rồi á. Mất một nửa thì buồn, nhưng mà Shopee mất một nửa giá thì tao lại vui. Mới đó chúng ta đã đi được nửa chặng đường của năm 2020. Mừng cho sự kiện đó, Shopee đã siêu sale giữa năm lên đến 50% vào ngày 6 tháng 6, miễn phí vận chuyển toàn quốc. Siêu sale Shopee, mua đi ngại chi. Shopee 6 tháng 6 sale giảm 50% từ 25 tháng 5 đến 6 tháng 6 với hàng nghìn deal hot có giá siêu tốt cùng siêu flash sale 0 giờ 12 giờ 21 giờ với nhiều ưu đãi. Và ngày siêu voucher giảm đến 666 ngàn, miễn phí vận chuyển toàn quốc. Shopee 6 tháng 6 sale từ 25 tháng 5 đến 6 tháng 6 giảm 50%. Cùng Shopee.